Theo các chuyên gia khí tượng, vào những tháng cuối năm, cùng với những đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường thì diễn biến của các cơn áp thấp nhiệt đới, bão cuối mùa cũng trở nên khó lường, phức tạp hơn. Và điều này cũng đồng nghĩa trong nhiều trường hợp, mối nguy hiểm sẽ tăng lên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, sẽ còn khoảng 2,8 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó khoảng 1,1 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh thành phía Nam. Cũng trong thời gian này, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất, cường độ, đặc biệt thời gian hoạt động mạnh nhất trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Các chuyên gia cảnh báo nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Bão vào trước thì cái mưa do bão sẽ xuất hiện trước, sau đó thì mưa do không khí lạnh, bởi vì là khu vực miền Trung đặc thù là có cái địa hình chắn gió Đông Bắc, cho nên là không khí lạnh kèm gió Đông Bắc xuống là sẽ gây mưa tiếp tục cho khu vực Trung Bộ, thậm chí là có một số ngày còn có thấp xuất hiện thêm cái hình thái là cái rãnh gió đông trên cao nữa. Tức là khi mà nếu mà cơn bão vào riêng lẻ thì nó sẽ có cái hoàn lưu sau bão là cái gió đông trên cao sẽ kết hợp thêm với không khí lạnh, thì còn mưa còn kéo dài hơn nữa. Ngoài ra, liên quan đến áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong những ngày tới, Biển Đông có khả năng sẽ đón thêm bão Công Ray, hiện ở vùng biển ngoài xa phía đông đảo Luzon, Philippines. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo thì khả năng cơn bão này tiếp tục di chuyển về phía Tây và có lệch về phía bên phải. Tuy nhiên thì các sản phẩm mà thu nhận được trong các phiên gần đây cho thấy là diễn biến cơn bão này đang có xuống lệch về phía bên trái và có khả năng đi thấp hơn so với các nhận định ban đầu. Do vậy thì không loại trừ khả năng là cơn bão này nó sẽ tiệm cận vào khu vực Biển Đông. Hiện, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn bão này và sẽ thông tin trong thời gian tiếp theo.